Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Thắng bị tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Đến tháng 5 năm 2023, Thắng chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương. Trước khi phạm tội, Thắng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1994, trú tại huyện Thường Tín. Do đó, khi trở về quê, Thắng muốn nối lại quan hệ tình cảm với chị Tê. Khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023, Thắng đến quán ốc của chị Tê thì thấy tại quán có anh Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1990, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội, đang ngồi nói chuyện với chị Tê. Nghi ngờ hai người có quan hệ tình cảm nên Thắng ghen tuông, dừng xe và xuống đi bộ vào trong quán và chửi bới anh Tê. Hai bên xô xát, cãi chửi nhau thì được mọi người can ngăn. Sau đó, anh Tê lấy xe máy bỏ đi. Thấy vậy, Thắng ra ngoài lấy xe máy của mình đuổi theo tình địch. Khi đến đoạn đường qua cổng bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Thường Tín, Thắng nhìn thấy anh Tê điều khiển xe máy đi lách giữa hai xe ô tô và bị ngã xuống đường. Thấy anh Tê ngã, bị cáo Thắng phóng xe máy với tốc độ cao, khoảng 60 đến 70 km/h và đâm thẳng vào vùng bụng, xương của anh Tê, đẩy anh này đi một đoạn trước khi xe của Thắng cũng bị đổ xuống đường. Sau đó, Thắng lên xe bỏ đi khỏi hiện trường. Còn anh Tê được mọi người đưa đi cấp cứu và đến ngày 27 tháng 11 năm 2023, nạn nhân bị tử vong do bị gãy xương ức, xương sườn 7, 8, 9, dập hai phổi và dập vỡ gan. Cùng ngày, Thắng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, đại diện gia đình anh Tê đã nhận 300 triệu đồng tiền bồi thường, không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Thắng. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo án tù chung thân về tội giết người.